Toàn rồi. Bắt tại trận sư lạ ngủ trong rừng với gái xinh. Đấy mọi người biết thấy không? Không đi theo Thích Minh Tuệ nữa mà chui vào trong rừng làm cái trò gì đây? Nhậu nhiệt say xỉn là giờ thành như thế này. Đấy, rồi bây giờ vâng, xin chào tất cả quý bà con bác chị em nhé. Thì vừa qua đấy phát hiện một số cái sư lạ mặt đó đi theo thầy Thích Minh Tuệ rất là nhiều. Hồi trước thì nhóm chúng em cũng phát hiện được là một số cái sư đó rủ sư cô để mà vô rừng đấy, vô rừng để mà không đang riêng tư để làm cái điều gì đấy. Em cái này em không tiện bàn tới. Tại sao sư Minh Tuệ chúng ta đường đường chính chính đi tu nhưng mà phải gặp những cái thể loại như thế này? Tại vì thầy quá là hiền, thầy thấy ai thầy thương thầy cũng cho vào đoàn hết, nhưng mà cuối cùng được cái gì? Chỉ để mang tiếng thầy thôi. Đấy, trời ơi, có sư thì bỏ vợ bỏ con, còn một sư thì gọi là đi không nổi đấy, bắt đầu tấp vô rừng đấy, còn một sư thì gọi là suốt ngày gạ gẫm với các sư cô. Ôi trời đất ơi, thế này thì có khác gì thầy ông nội đâu bà con. Đấy, đi tu cái kiểu gì hả? Chỉ là mang danh ô uế thầy Thích Minh Tuệ mà thôi. Đấy mọi người thấy không, nếu mà nhắm đi được theo thầy thì hãy đi cho đàng hoàng, đi cho chân chính vào, chứ mà đừng có đi nửa vời rồi cuối cùng là chả đâu vào đâu. Nó nói vậy là thầy tội thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta lắm. Đấy, chúng ta thật sự là cũng phải muốn hoan hỷ, tại vì đang theo cái hạn của thầy đó, chúng ta cũng không nên tham sân si, nhưng mà đây là một cái vấn đề đáng lên tiếng đó. Và còn một số các Phật tử nữ, trời đất ơi, người ta đang đi khất thực, người ta đang đi gọi là đi theo cái hạn đầu đà, người ta đã giữ giới rồi mà mấy cô mấy bà còn lao vào ôm thầy Thích Minh Tuệ nữa. Cũng may là được một số mấy anh hộ pháp, mấy anh vệ sĩ cũng ngăn lại đấy, chứ không là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa bà con. Tại vì thật sự là cảm ơn mấy chú công an rất là nhiều, tại vì hỗ trợ bảo vệ sư Minh Tuệ rất là hết mực tại bà con ở Quảng Trị đó mọi người. Đấy, trời đất ơi, trời ơi, rồi trong sáng nay nữa, sáng nay thì thật sự là ngày càng xuất hiện nhiều sư lạ. Bữa thì cái ông sư áo vàng, giờ tới lượt mấy cái ông sư này, rồi đi theo thầy kiểu gì, đi được có vài bước là bắt đầu mua bia, mua gì đó, mua mồi đó, rồi rủ đâu được cái vài cô gái xinh đó mọi người. Đấy, rủ vô rừng để làm cái gì? Đấy, nó có sắt bắt có trứng luôn, bắt quả tang tại trận luôn, chối gì nữa bà con. Mọi người hãy lắng nghe nhé. Đấy, và một cái thông tin nữa mà em cũng cập nhật cho tất cả mọi người là bên phía giáo hội cũng đã lên tiếng mới nhất rồi mọi người. Thì ở đây em sẽ mở cho mọi người lắng nghe nhé. Quá là căng luôn mọi người, căng quá là căng luôn. Rất là nhiều cái thông tin này, đại biểu quốc hội ông Trịnh Xuân An nói về sư Minh Tuệ trước thì ngay ở phiên họp phát biểu, thì mình sẽ đưa lên cho mọi người nghe, cho mình một like và một chia sẻ nha. Đây mình nhận xét cần phải nhân rộng ra về cái tính hướng thiện. Đây mọi người nghe lại nè. Đá xin chào. Chủ động chúng ta thấy cái bản tính hướng thiện mà. Không. Chấn áp các hành vi côn đồ băng nhóm tập trung. Nghe lại. Nghe lại nè. Kính chào quốc hội. Hình ảnh một người tu hành mà theo đạo Phật đi trên đường và được người dân thành kính thì cho thấy cái bản tính hướng thiện mà của người Việt Nam. Quá là căng. Quá là căng mọi người. Đây là cái vấn đề thứ ba mà ông Trịnh Xuân An kiến nghị trước quốc hội là cần nhân rộng ra để mà cái tính hướng thiện, phát huy cái tính hướng thiện đó, cần lan tỏa ra đó. Là ông Trịnh Xuân An đã kiến nghị trước quốc hội
hình ảnh của một nhà sư đi thất thực trên đường đó, cần nhân rộng ra. Đó là một cái hình ảnh rất là nhân văn, theo như là quan điểm của ông Trịnh Xuân An đã kiến nghị trước Quốc hội. Đó là một cái thông tin chính xác nha mọi người, cho thấy rằng là bên cơ quan chức năng, bên các cấp chính quyền đó, mọi người thấy rằng ở Quảng Trị đó, sáng nay mọi người thấy hình ảnh lực lượng chức năng rất là đông luôn. Ngày hôm qua mọi người thấy là người dân rất là đông tập trung ở cái khu vực Hà Đông, Quảng Trị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi bà con. Coi như là bảo vệ an ninh trật tự. Đúng, chính xác rồi. Để cho sư Minh Tệ đi ngang qua. Đi ngang qua hai bên đường. Mọi người thấy những hình ảnh đó rất là đẹp luôn đó mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó, và có như là những nhà sư cũng đã tán thán lên, tán thán về cái lối tu hành khổ hạnh của sư Minh Tệ, truyền cảm hứng. Phải nói rằng sư Minh Tệ hiện tại bây giờ là cái từ khóa trên Google thế này là căng lắm, coi như là đứng đầu đó mọi người, xếp hạng đầu luôn đó mọi người. Là coi như là tính đầu là 80 mấy triệu cái lượt mà tính theo trên trên mạng đó. Vậy hả? Khi mà sạch vô là được nhiều người tìm kiếm nhất. Ghê vậy, ghê vậy. Thật sự mọi người thấy là sư Minh Tệ đi đến đâu thì càng lúc càng đông. Người dân tập trung rất là đông. Và mình cũng thấy những cái việc làm của cơ quan chức năng bảo vệ hai bên đường á, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn mọi người. Dạ đúng rồi ạ. Rất là đẹp luôn, đi tới đâu là cũng là mấy anh áo xanh, mấy anh công an, cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự để cho mà an toàn giao thông đó mọi người. Thì ông Trịnh Xuân An thì mới đây thì cũng phát biểu ngày hôm qua 29 tháng 5. Thì mình trước khi mà nghe mà càng quá cả nhà, càng phát biểu thì mình cũng phải kiểm chứng, coi cho nó kỹ, nhiều lúc là một khúc nó ngắn, không biết là như thế nào. Bây giờ thời buổi giờ công nghệ mà mình cũng không biết như thế nào, cho nên là mình vô ngay những cái cây trang báo chính thống, mình vô mình coi. Thì cái live trực tiếp đó 3 tiếng đồng hồ rồi mình mới tua lại. Dạ anh chia sẻ tiếp đi ạ. Cái khúc mà 2 tiếng á, là mình tua 2 tiếng đồng hồ là mình nghe. Tại vì trực tiếp cái kỳ họp quốc hội là trực tiếp là tới 3 tiếng mấy rồi. Thì ông Trịnh Xuân An phát biểu kiến nghị trước quốc hội về cái tình hình kinh tế xã hội trong cái phiên họp ngày hôm qua. Thì cái kiến nghị thứ ba đó là về một nhà sư thất thực ở trên đường mà mọi người đang rất là quan tâm đó. Tức là sư Minh Tệ đó, thì cần là phải là coi như lan rộng lên để mang cái tính hướng thiện. Thì phải nói là rất là cảm ơn ông Trịnh Xuân An đã kiến nghị trước quốc hội luôn. Phải nói là rất là cảm ơn ông luôn. Dạ vâng ạ. Rất là hay mọi người. Đúng là cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh rất là nhân văn luôn mọi người. Rất là nhân văn và truyền cảm hứng cho chúng ta. Một người tu hành khổ hạnh trong cái thời điểm này đâu phải dễ đâu. Đúng ạ. Mọi người thấy là bạn bè quốc tế nhìn vào cái hình ảnh đó, thậm chí là những cô chú anh chị bên nước ngoài nhìn thấy là phải nói là nhiều lúc mình xem thấy cảm động muốn khóc luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đi trong mưa rồi đau chân đi, những cái hình ảnh đi trên đường bị gai đâm nè, rồi đinh đâm nè, rất là nhiều khổ hải khi mà di chuyển trên đường. Đúng chứ sao? Thì những hình ảnh đó chúng ta phải lan rộng ra. Mọi người thấy rằng người dân á, người ta lúc nào người ta cũng kính trọng hết, rất là đông luôn. Tại sao mà người dân người ta kính trọng? Người ta kính trọng là cái hạnh, cái hạnh của ngài Minh Tuệ, cho nên là người ta kính trọng. Dạ. Và cái sự đó là một truyền cảm hứng anh chị, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Đúng rồi. Thì mình cũng đồng quan điểm với ông Trịnh Xuân An luôn. Ông Trịnh Xuân An phát biểu là phải nói rất là chí lý luôn anh chị. Hay quá cả nhà ơi, hay quá. Đó là kiến nghị trước quốc hội. Đó là cái hình ảnh mà một nhà sư mà đi bộ khất thực trên đường á. Đó là sư Minh Tệ đó. Đó chứ còn ai nữa, sư Minh Tệ đó. Cần được là coi như là truyền cảm hứng đó, là cần nhân rộng lên, đó là cái tính hướng thiện. Mang cái tính hướng thiện là ông Trịnh Xuân An là phải nói là phát biểu rất là đúng, và mình rất là kính trọng một nhà lãnh đạo đã có một cái phát biểu kiến nghị trước quốc hội. Thì ra như thế hả? Để mà coi như là bảo vệ, kiểu như là coi như là nhân rộng ra, nhân rộng ra. Thì phải nói rằng cái kiến nghị của ông Trịnh Xuân An phải nói rằng người dân người ta rất là nể.
rất là để luôn. Đúng ạ. Đó là thông tin chính xác nha anh chị, chính xác 100% luôn. Mình coi cái gì mình cũng phải kiểm chứng lại. Đấy thì cũng cảm ơn cái lời chia sẻ của anh nhé, lời chia sẻ rất là tuyệt vời luôn. Thì em chắc có lẽ là em sẽ tiếp tục.